Cách đây một năm, hơn 20 doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Lào Cai cùng ngồi lại với nhau thành lập ra một câu lạc bộ với tên gọi là Lào Cai Brand. Câu lạc bộ được thành lập nhằm giúp kết nối các doanh nghiệp, các thương hiệu mạnh, uy tín hàng đầu tại Lào Cai để cùng chia sẻ kinh nghiệm quản lý, kinh doanh, marketing. Sự tương tác hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm chéo của các thành viên trong câu lạc bộ sẽ tạo ra chuỗi giá trị, góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh, nâng cao uy tín thương hiệu của thành viên. Tất cả các doanh nghiệp hiện nay đang vừa và nhỏ đang rất là thiếu ở cái là không biết làm thế nào để tìm cái hướng mà để cho người tiêu dùng biết đến là đâu là sản phẩm sạch, đâu là sản phẩm có nguồn gốc, đâu là dịch vụ uy tín chất lượng. Và từ khi vào câu lạc bộ Lào Cai Brand này là tập hợp tất cả các dịch vụ, thương hiệu và sản phẩm uy tín. Nghĩa là những ai vào đây là phải những sản phẩm, dịch vụ và thương hiệu có uy tín trên thị trường Lào Cai và đối với cả nước nữa. Thế cho nên là đối với Lào Cai Brand là mình thấy là được lợi rất là nhiều. Với phương châm hội tụ tinh hoa vươn xa thương hiệu, Lào Cai Brand có nhiều hoạt động hỗ trợ những thanh niên có nhu cầu khởi nghiệp nhưng chưa đủ khả năng. Chỉ sau một năm, Lào Cai Brand đã tăng gấp đôi thành viên với sự tham gia của 40 doanh nghiệp hoạt động ở rất nhiều lĩnh vực khác nhau. Mỗi tháng một lần, các thành viên Lào Cai Brand cùng ngồi lại với nhau để giới thiệu sản phẩm, chia sẻ những ý tưởng mới trong kinh doanh. Ngoài ra, câu lạc bộ thường xuyên tổ chức những hoạt động thiện nguyện hướng về cộng đồng, nhận được sự ủng hộ lớn của các thành viên và tạo sức lan tỏa rộng khắp. Đối với những hoạt động từ thiện của câu lạc bộ Lào Cai Brand khi phát động, thì chúng tôi đều ghi nhận là sự vào cuộc, sự tham gia của hầu như tất cả các thành viên trong câu lạc bộ Lào Cai Brand. Ngoài câu lạc bộ còn có các doanh nghiệp khác tham gia, ví dụ như các doanh nghiệp sản xuất, xây dựng, các doanh nghiệp liên quan đến thủy điện cũng đồng hành chung sức chung tay cùng câu lạc bộ Lào Cai Brand. Cũng đã kết nối được rất nhiều các cái hợp đồng, các cái chia sẻ cái dịch vụ của nhau, bán chéo sản phẩm cho nhau và đạt được một cái hiệu quả rất là tốt. Và ngoài ra thì câu lạc bộ cũng tổ chức được rất nhiều các chương trình xã hội hóa, từ thiện để cùng chung tay với tỉnh Lào Cai, góp phần xây dựng và phát triển quê hương Lào Cai giàu đẹp. Thì cũng mong muốn là câu lạc bộ mình sẽ là một câu lạc bộ mà mang tính chất dẫn dắt để tạo ra một cái tinh thần khởi nghiệp đối với các cái doanh nghiệp trẻ trên địa bàn tỉnh Lào Cai, hỗ trợ giúp đỡ họ để họ có thể xây dựng và phát triển cái thương hiệu của mình. Lào Cai Brand không chỉ tạo ra lợi ích trực tiếp thông qua tương tác giữa các doanh nghiệp tham gia hệ thống, mà còn là sân chơi để gia tăng khả năng học hỏi giữa các thành viên, đặc biệt là về bán hàng, marketing. Những lĩnh vực mà các doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp khởi nghiệp hiện còn khá yếu. Đây được xem là một hướng đi mới, tạo môi trường tốt cho những doanh nghiệp vừa và nhỏ của Lào Cai phát triển.